Dạ cô xin chào chú, xin chào chú với lại kênh Sách Thắng. Đó này là con quay cái máy săn chuột cuối cùng của chú. Đó này thì máy của anh Chí dọn. Máy thì không mấy tình trạng máy là mấy chuột không có thùng săn chú. Máy này cũng như hai máy trước nè. Cho cái ti thăm nhớt là ti sắt chú. Đó ti sắt nè. Hai kia thì ti mũ chứ. Cái này ti sắt thì nghĩ về ti sắt nó sẽ bền hơn. Bền theo thời gian nè, nó nhớt mới nè. Đang bật đèn lắp nè. Nó bằng inox chứ. Này, mặt chụp đích đều cũng nguyên zin ha. Con không biết cái này làm gì. Này nó đóng ở đây luôn rồi chứ. Đó. Nguyên ốc đường là nguyên zin nguyên bản hết. Ở máy này ốc thì ốc sẽ nhớt nó cũng khác luôn chứ. Cái này thì được ngắn nè, như là ai làm lại rồi nè. Đó. Rồi cũng là cốt thẳng thôi vô. Đó, cũng có đề luôn. Đề rồi đầy đủ hết ha. Đó, đề bằng chìa phá. Đề cũng còn rất là nhạy luôn. Đó, nắp chụp cò, ống hơi đồ nguyên zin bản nha chú. Đó, bình xăng con nè. Tay bẻ tay đóng e rồi cũng còn hồi về bình thường thôi chú. Đó, cái này mình không có lộn giữa cái đóng e và cái mở e. Da nè. Chụp giật có đầy đủ hết. Máy này như là máy Kawasaki chú. Anh Chí nói bát đồ là đầy đủ hết ha. Này của chú muốn xài hình xăng thì về mình đặt mua hình xăng cũng sẽ có chú. Cũng phải xăng đầy đủ nè. Ốc chụp giật còn nhà nghính đắp đánh chói luôn. Bô chụp e thì nó dịu chú. Đang khá thử. Nó cũng có mà. Nó cái này thì nó có hai khía chứ, hai khía để gài. Nó cái lọc thì nó cũng kín hơn cái kia nè. Đó coi chú thấy. Nó lọc giấy chú còn rất là mới luôn. Nó bên trong nè, trắng phiếu luôn. Đó, họng xăng cũng còn cực kỳ mới ha chú. Áo gió chụp giật nói chung là đầy đủ hết. Giờ để nhà chuyện kết máy lên cho chú nghe tiếng tham khảo ha. Máy này thì đề cái là chạy chứ. Dầu xăng treo nè, nó không có đủ xăng nè. Quá dữ chưa? Cái này mà cỡ tầm giấc tối chú, tầm 12 giờ 1 giờ gì mình chạy dưới sông mà kéo hết ra là lại cô hàng xóm đồ thương lắm chú. Chạy ra khỏi ngủ. Rửa ra cái cút. Nói chung là chạy ra bên trong không nghe một tiếng kêu gì hết ha chú. Nó nhìn là rất là mượt. Nó cốc đề khá là mạnh luôn, để cái nhà chuyển tắt rồi bật lại. Nó con tắt thì nó nằm trên đây luôn chứ. Nó bẻ qua là tắt nè. Nhà chỉ cũng test lại. Nó đề rất là nhạy luôn chứ.
thông số rồi là còn đầy đủ luôn. Rồi tắt ra vậy. Máy này hôm nay bán của chú là 4,7 triệu bao ship thôi chú. Máy chuỗi tình trạng là có đề không có thùng xăng. Đó, 4,7 triệu bao ship. Chú nào chú được máy này thì alo bên con thôi chú. Đó, cảm ơn người chú đã xem hết video. Chào chú.